Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center có một mẫu Lexus LX600 muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này là tên công ty lăn bánh mới chỉ có 10.000 km thôi, mới gọi là hết rốt đa. Và chiếc xe này đã được là form mới rồi. Tên trước của nó thì gọi là Lexus LX570, còn hiện tại thì là nó mang tên là LX600 quý anh chị và các bạn nhé. Đây là một chiếc LX600 phiên bản VIP với năm sản xuất là 2023, lăn bánh chuẩn 10.000 cây, mới hết rốt đa và hiện đang được chào bán với mức giá là 9 tỷ 629 triệu đồng. Có bớt lộc thêm chút cho quý anh chị và các bạn. Xe phiên bản 4 ghế, quý anh chị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng ta hãy cùng ngắm qua tổng quát về ngoại thất cũng như là nội thất của xe. Về form dáng thì nó đã có cái sự cải tiến rất là nhiều, cả phần đầu cũng như là phần đuôi xe. Mọi chi tiết bây giờ nó đã trở nên rõ nét, liền mạch cũng như là nổi bật hơn rất là nhiều so với đời trước quý anh chị và các bạn nhé. Rẻ hơn xe mới 1 tỷ đồng mà mới chạy rất là ít. Đây cũng là một trong những cái xe mà chúng ta nên lưu ý quý anh chị và các bạn nhé. Cụm đèn thì nó cũng tinh chỉnh rất là nhiều rồi. Thiết kế cụm đèn nó cũng có cái sự đường nét nó vuốt và cụm đèn nó dày hơn so với form trước của anh chị và các bạn ạ. Đây, dải led hình chữ L ngược rất là đặc trưng của Lexus, và khi chúng ta xi nhan thì nó sẽ có dải led nó chạy đèn theo nhé. Bên dưới thì chúng ta có đây này, phần mặt ca lăng, những cái chi tiết nhựa cảm biến này, mọi thứ trông rất là liền mạch, tạo khối điểm nhấn rất là ấn tượng của chị và các bạn nhé. Logo 3D kèm cụm radar ẩn phía sau logo này. Chúng ta có cam 360, chúng ta có phanh khoảng cách, chúng ta có rửa đèn pha, rất là nhiều tính năng hay ho trên chiếc Lexus LX600 này. Bộ mâm lốp thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ là hoành tá tràng luôn. Đấy, đun lốp, lốp nguyên bản theo xe, xe mới chạy được có 10.000 cây, gọi là mới hết rốt đa, cực kỳ là đẹp luôn của chị và các bạn nhé. Bộ mâm tới 22 inch cơ, rất là khủng khiếp luôn, bậc lên xuống. Đây, gương ổn, xi nhan gương, chúng ta có cam 360 ở dưới, tay nắm cửa. Xe có trang bị cửa hít quý anh chị và các bạn nhé. Đây, nhìn từ phần đuôi xe, thiết kế cực kỳ là bắt mắt luôn, dải đèn led nối liền giữa phần cốp. Nhựa cản sau, mọi chi tiết mới đến từng chi tiết luôn quý anh chị và các bạn nhé. Tổng quan thì chiếc xe này là một chiếc SUV full size, nhìn cực kỳ là hài hòa và đẹp mắt. Cốp thì chúng ta có cốp điện này, để sẽ mở ra cho quý anh chị và các bạn cùng ngắm một chút về phần bên trong. Khoang hành lý của một chiếc LX600 này, vì đây là phiên bản 4 ghế nên là chúng ta sẽ có cái khoang hành lý cũng như là cái không gian ngồi nó được tối ưu hóa luôn. Chúng ta có rèm che này. Đấy, bên dưới này cực kỳ rộng luôn quý anh chị và các bạn nhé, để đồ gốp, để đồ đi chơi, nói chung là đi việc mọi thứ để được rất là nhiều đồ. Khoang hành lý phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta có thể nhìn là cái phần cốp thôi nó đã dày như thế này rồi, một gang tay là còn không hết quý anh chị và các bạn nhé. Chi tiết rất là sắc nét luôn. Ốp viền chrome này, cực kỳ sang. Bước vào từ hàng ghế thứ hai trước này, vì đây là một chiếc xe gần như là mới rồi nên là những cái chi tiết keo chỉ rồi cao su các thứ nó em không cần phải giới thiệu luôn. Bao check test hãng trên toàn quốc cho quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta có rèm che nắng ngay khi vừa bước vào này. Nội thất này da rất là cao cấp, ốp này, ốp nhựa bóng, chúng ta có McLevision Reference. Đấy,
Đấy, loa Marlevision cũng là một trong những cái thương hiệu loa mà đi cùng LX570 theo năm tháng. Một trong những cái thương hiệu loa mà cũng rất là nổi tiếng. Ghế da này sờ cực kỳ là thích luôn quý anh chị và các bạn nhé. Họ chi tiết rất là ưng mắt. Và đây chúng ta thấy này, cái phần yên ngựa giữa này, phiên bản này là phiên bản 4 ghế nên là chúng ta sẽ tối ưu cho cái không gian ngồi nó được thoải mái cũng như là rất là rộng rãi luôn quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta có hai màn hình gối đầu cho hàng ghế thứ hai này. Chúng ta có màn hình cảm biến có thể tùy chỉnh nào là các cái chế độ như là gió như các thứ này. Rất là nhiều tính năng cho hàng ghế thứ hai luôn, có cả sạc không dây này. Có hộp để đồ. Đấy. Có hộp để đồ ngay bên dưới đây. Có hai cổng sạc nhanh này, hai cổng cắm tai nghe, một cổng cắm tàu. Rất là nhiều tính năng và tiện ích. Đây. Để cốc chúng ta có thể để đây. Đó. Nói chung đây là một chiếc xe dành cho chủ tịch và đa phần những người mua chiếc xe này sẽ có người lái quý anh chị và các bạn nhé. Tại vì là hàng ghế thứ hai là một trong những cái tiện ích chính của cái phiên bản này. Dĩ nhiên là chúng ta ngồi lái cũng được, chúng ta mua về chúng ta lái cũng được. Nhưng mà hàng chiếc xe này là phiên bản 4 chỗ nên là ngồi sau chúng ta sẽ tận hưởng được tất cả những cái tiện nghi cũng như là tiện ích cao cấp nhất trên chiếc xe này hơn là ngồi trước quý anh chị và các bạn nhé. Đây, logo này được in rộng nổi trên phần ghế da. Cá nhân em thì em đánh giá là cái phần thiết kế ghế da này nó chưa được đẹp như là những cái chiếc xe Mercedes. Đấy, nếu mà những chiếc xe Mercedes cái phần những cái hình này nó là quả chám nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Nhưng mà thôi, một chiếc xe hơn 10 tỷ đồng thì chúng ta cũng thật sự mà nói thì cũng không biết chê ở cái điểm nào. Đấy, chỉ là một cái số chi tiết nhỏ mà tùy mắt người sử dụng thôi. Ốp vân gỗ này, chống xước rất là đẹp, nhớ ghế đến 3 vị trí và chúng ta có thể đây này. Chỉnh gương kính mọi thứ ở đây nó cũng đều là auto tự động hết rồi. Nếu mà ngồi lên chiếc xe này thì cũng không, hầu như là em thấy là không còn phải chỉnh gì đâu. Cam 360 này, đèn đóm auto này, đèn pha tự động này, vô lăng tích hợp giảm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động thích ứng này, hỗ trợ giữ làn, vô lăng rất là đẹp, những cái chi tiết rất là tinh tế luôn quý anh chị và các bạn nhé. Để nổ start tốt thì chúng ta đây, để nổ ngay đây quý anh chị và các bạn. Đấy. Rất là êm luôn. Em để nổ và em ngồi vào bên trong cho quý anh chị và các bạn xem nhé. Dòng chữ Lexus này, khi chúng ta bật lên những cái chi tiết sẽ hiện ngay trên màn hình. Rất nhiều cái chi tiết đây đều là cái khóa rồi nhá, chỉnh âm này, chỉnh ghế chọn trong xe, chúng ta có làm mát ghế này, chúng ta có sấy ghế, sấy vô lăng, cổng sạc nhanh đa phương tiện, sạc không dây, cổng cắm tàu, phanh tay điện tử, auto hold, chế độ giải cầu. Ta để ý nhé, nó sẽ có cái mức nâng cầm ở đây. Nâng lên cao nhất thì thôi, chiếc xe này nhìn phải cực kỳ là kỳ vĩ luôn. Chị và các bạn ạ. Rẻ hơn xe mới 1 tỷ đồng, 9 tỷ 629 triệu đồng để sở hữu cũng như là ngồi lên chiếc xe hiện đại bậc nhất, tinh túy bậc nhất đến từ Lexus. Gương này, chúng ta là có gương digital nhá. Mọi thứ chi tiết quá là xịn luôn. Rẻ hơn 11 tỷ đồng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhá để được xem xe cũng như là lái thử. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.